trong lòng sao bao lâu nay không nói ra, vì mình vẫn tin vào những lời hứa dẫu đang tàn phai. Nhưng mà anh là đôi tay này đã hết yêu thương, dù còn vẫn vương nhưng nơi em đã quyết tâm phải rời xa anh. Thôi định rời xa, chẳng còn ai đang đón đưa, chẳng còn ai đang nhớ mong, không còn nghe thêm lời nói vô tình. Thôi ta định rời xa, đáng yêu. Mời em. Rất đáng yêu và dễ thương, đó chính là một phần chào đầu cực kỳ tuyệt vời và ấn tượng của ca sĩ diễn viên Kara, cũng là lời chào đón quý vị đang đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao. Kính thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi và được phát sóng vào lúc 17 giờ 50 phút chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Vừa rồi chính là một ca khúc mang một màu sắc rất là lãng mạn, êm dịu, mang phong thủy cũng cực kỳ tốt. Bài hát được mang tên Thôi Đành Rời Xa. Cảm ơn em, tạm biệt em, chúc em may mắn lần sau. Ôi vậy em là xong rồi hả? Sao vậy? Em biết chương trình ngày hôm nay của MC nó nhan sắc nó từ điểm trung bình trở xuống nên em chọn ca khúc này đúng không? Vì muốn rời xa anh rồi. Tại sao em không chọn những ca khúc như là Nơi Này Có Anh chẳng hạn? Thì em thấy bài của em mà. Sao không hát bài đó tặng anh nó có anh lát, lát em tặng sau nha. Nhớ nha. Dạ. Chúc mừng em, sự nghiệp càng ngày càng phát triển. Dạ. Mà bên cạnh đó là nhan sắc càng ngày càng mặn mà đậm đà hơn rất là nhiều. Nhưng mà có cái bí quyết nào trong ăn uống không để mình giữ cái điều độ trong đặc biệt làn da? Bí quyết của em thì không có nhiều, chủ yếu là em ăn rất là nhiều rau và uống nhiều nước. Hai món này chỉ có thủ với anh hay sao? Anh ăn trái cây được không? Chán lắm, những cái cây đâu vui. Vậy thôi bây giờ đầu tiên là anh phải bớt uống cà phê lại. À. Đó. Uống cà phê xong tỉnh này hang mắt nó thâm. Tại vì cà phê sẽ là mình bị mất nước. À vậy hả? Dạ đúng rồi, mà vậy da bị mất nước sẽ rất là khô và sẽ xanh xấu á. Rồi trái cây thì sao? Ăn vào những buổi nào? Ăn trước khi ăn bữa chính hay sau khi ăn bữa chính? Thì theo em tìm hiểu thì là trái cây thì sẽ nên ăn trước bữa chính. Chứ không phải như thói quen mình thường là sẽ ăn nhớ là ăn trái miệng. Đúng rồi, trái miệng là sai. À vậy hả? Dạ. À, như vậy là chúng ta đã được nghe người đẹp Kara chia sẻ một chút xíu bí quyết để có được làn da thật là đẹp quý vị nhé. Người đẹp có rồi, bài hát hay cũng có rồi, bây giờ chỉ còn thiếu bữa ăn ngon thôi là bữa tiệc ngày hôm nay hoàn hảo. Bên cạnh đó sẽ là những phần quà dành tặng cho Kara bởi 5.000 thí sinh nam đến đây đăng ký tham gia mà tôi chỉ được quyền chọn 2 bạn thôi. Ủa sao vậy? Sao không chọn hết? Em sẽ có nhiều quà hơn. Rồi ăn cho ngập mặt rồi mập sao? Ăn 2 món thôi, bữa nay ăn 2 món thôi của 2 trai đẹp. Và bây giờ xin mời quý vị hãy cùng nhau khám phá khẩu vị ngôi sao cùng với Kara. Xin mời. Khám phá khẩu vị ngôi sao, đây là một công đoạn đầu tiên rất quan trọng để chúng ta khám phá xem Kara, người đẹp chúng tôi sẽ yêu thích những khẩu vị và những hương vị ra sao. Nhưng mà bây giờ, chờ đón xem sự xuất hiện của hai fan hâm mộ sẽ khiến cho bạn cảm thấy trầm trồ và bất ngờ hay không? Sau đây sẽ là sự xuất hiện của hai bạn nam, đó chính là Đình Linh và Tiến Hoàng. Xin mời. Chào hai bạn. Chào hai bạn. Cho phép hai bạn bắt tay Kara được không? Trời ơi, người ta ngại ngùng kìa. Ủa sao lúc đăng ký hơi lạnh. Đăng ký tham gia mà hùng hổ háo hức lắm mà sao giờ ra đây gặp người đẹp cái ai cũng quýu quýu lại cho dạ, mình. Đôi khi gặp chị Kara chị xinh quá nên tụi em hơi rồi. Hai bạn hãy giới thiệu đôi nét về mình. Chào anh Hoàng rapper và xin chào Kara xinh đẹp. Mình tên là Linh, công việc hiện tại của mình là người mẫu ảnh. Em xin chào anh Hoàng, em xin chào chị Kara. Em là Tiến Hoàng, em là sinh viên năm 4 của trường đại học Kinh tế Luật. Bạn cảm thấy ấn tượng về Kara về những đặc điểm như thế nào? Thì em thấy chị Kara rất là xinh, đặc biệt là từ lúc mà chị đóng MV chung với anh Sơn Tùng là từ đó là hồi nổi tới bây giờ luôn. Em rất là thích giọng hát của Kara. Bữa nay nhân vật chính là Kara, cô ấy muốn làm cái gì cũng được. Em là nữ hoàng của em đêm nay mà. Nha. Bây giờ khám phá khẩu vị ngôi sao của Kara. Dạ. Với chiếc tủ lạnh này, mở tủ lạnh đó nào. Wow. Đây. Bữa tiệc chúng ta
rất là thịnh soạn, đã sẵn sàng. Cũng ước như gì là nhà em ngày nào cũng đầy như vậy. Ước gì hả? Trời ơi, có kiếm một chàng trai đi rồi người ta lo cho. Cái ra hãy trả lời cho Hoàng và hai bạn chơi được biết là có món nào mà bạn thích ơi là thích không? Dạ có. Đó. Có món nào bạn không thích đâu, ghét ơi là ghét không? Có rất nhiều. Nhiều luôn hả? Wow, để ví dụ này nha. Bạn thích ăn hơn hay thích uống hơn? Em thích ăn hơn. À, bạn thích ăn mặn, ăn ngọt hay ăn chay? Ăn cả ba. Vậy uống, uống ngọt, uống mặn hay uống chay? Em thích uống chua. Hiểu rồi, nhớ nha. Đà. Bạn phải nói giỡn đâu á. Hai người chơi là phải đặc biệt chú ý. Đóng tụi lại đi. Giữa đồ ăn chính và đồ ăn sống á, đồ ăn tươi á, thì em thích nào hơn? Đồ ăn tươi. Vì tươi hả? À, tươi sống luôn, thì dạ. Sushi chẳng hạn. Dạ, đúng rồi. Về uống thì em thích uống chua. Như vậy ăn thì em có thích ăn chua không? Dạ có, vừa chua vừa cay. Ăn đắng? Không. Ăn bùi bùi, cơm dừa. Là nó béo béo quá. Béo béo, bùi bùi, béo béo, ngậy ngậy. Dạ không. Không thích bùi nha, nhớ nha, nhớ nha. Dạ. Thơm thẩm. Không thích thúi nè, đậu hũ thúi nè. Không thích nữa. Không. Mắm tôm, mắm ruốc. Mắm tôm thì được. Mắm nêm. Được luôn. Đó, nhớ nha, nhớ kỹ nha. Chà, người đẹp có vẻ khẩu vị khá là phức tạp. Và bây giờ chờ đón xem với những thông tin chia sẻ vừa rồi, các bạn sẽ vượt qua thử thách đầu tiên như thế nào. Mời cả nhà. Đầu tiên, các bạn cố gắng làm sao giành lấy quyền ưu tiên lựa chọn một trong hai nguyên liệu chính. Đây chính là một phần rất quan trọng. Lỡ như mình bị lựa ngay đúng cái món sở đoản của mình, một cái nguyên liệu mình không hề biết chế biến là coi như xong phim luôn. Bằng cách trong vòng 60 giây lập tức chạy về khu vực trưng bày ở đằng sau lưng của Kara, mình lấy thật là nhiều món ăn mà dự đoán rằng sẽ hợp khẩu vị với cô ấy, với những phần chia sẻ tại nơi tủ lạnh vừa rồi. Và mỗi lượt đi chỉ được lấy một món mà thôi, lấy càng nhiều càng tốt nha. Kara đếm ngược nào. 3, 2, 1 bắt đầu. Yeah. Hết giờ. Rất tốt. Em muốn kiểm tra khu vực bếp của chàng trai nào? Bên phải trước đi ạ. Rồi, của Đình Linh nha. Xin mời. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món người. Trong 7 món ăn này, Kara bạn thích mấy món? Em thích 4 món. 4 trên 7 món là món nào nào? À, em thích bún bò, súp, thịt kho hột vịt với khổ qua xào trứng. Như vậy là trên 7 món thì bạn thích 4 món. Chúc mừng Linh nha. Kiểm tra sang bên kia có vượt qua được con số 4 không? Chà, bên đây lấy được mấy món? Dạ, em lấy 7 món hả? Trên 7 món này cũng giống như bên kia. Thì Kara thích mấy món? 1, 2, 3... Thôi không? 1, 2, 3... 4 là bằng mà 5, 5 là hơn. 5 món! Wow, 5 món! Là món nào nào? Em thích sườn nướng, sữa chua, nho, với cả cam và táo. Như vậy là với 5 trên 7 món, chúc mừng bạn Tiến Hoàng, bạn được quyền ưu tiên. Thôi chút xíu may mắn nha, không sao hết. Chờ đón xem hai nguyên liệu chính ngày hôm nay là gì. Đây là nguyên liệu chính. Một bên là mực, một bên là cá dưa hồng. Cả hai loại này đều sống dưới nước. Thì liệu rằng các bạn sẽ chọn loại nào đây? Đó là Tiến Hoàng. Tiến Hoàng bạn chọn cái nào? Dạ cho em chọn cá dưa hồng ạ. Dạ em thích cá hơn hả? Em tự tin với cá hơn hả? Ok, như vậy là bạn Tiến Hoàng đã chọn cá. Kara, trào cá cho bạn Tiến Hoàng nào. Đương nhiên phần mực này đã thuộc về em. Bạn Đình Linh. Không, anh là của em đó. Ủa anh thôi. Em muốn xài sao không được. Đi cho bạn đi, đi em trao cho bạn. Như vậy nguyên liệu chính đã có rồi, chưa biết nguyên liệu phụ là như thế nào để tạo nên một công thức hoàn hảo cho bữa ăn ngày hôm nay. Xin mời quý vị đến với phần tiếp sức thực phẩm. Quý vị thân mến, và bây giờ hãy cùng với khẩu vị ngôi sao chúng ta tiếp sức thực phẩm, chờ đón xem những nguyên liệu phụ sẽ được thể hiện ra sao với phần thi đấu và hỗ trợ với nhau giữa Kara và người chơi. Đầu tiên sẽ là bạn Tiến Hoàng vào vị trí. Bạn sẽ tận dụng 60 giây đầu tiên để có thể gợi ý bằng lời nói và hành động của mình để Kara biết được rằng bộ đề bài ẩn nấp đằng sau lưng cô ấy là gì với những nguyên liệu ra sao. Đặc biệt lưu ý không được chạm vào những từ khóa trong đáp án, nếu không sẽ bị phạm quy. Kara cố gắng nha. Sẵn sàng. Anh biết em là một người phụ nữ xinh đẹp và thông minh lắm. Chứ anh đá không nha, cái này mới hiểu liền. Đúng. Đá quá rồi đá mà biên tập không hiểu rồi. Bắt đầu đó. Bắt đầu cho anh. Dạ rồi, đây là một cái loại thực vật mà nó có
có hai từ mà màu đỏ, nó trồng trồng ở Đà Lạt. Trồng ở Đà Lạt hả? Đúng rồi. Cái vị đó làm sao? Nó chua 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 rồi phạm quy luôn. Năm qua qua trẻ em như búp gì măng. Đúng rồi, với cái từ hồi nãy, từ nào cái trái hồi nãy á, măng chua. Đúng rồi. Ngược lại với cái mùi hôi là mùi gì? Mùi thơm. Đúng rồi, có hai từ. Trái thơm. Đúng rồi. Hay quá. Rồi bây giờ là một cái loại ăn kèm với lẩu, có hai từ, làm bằng tinh bột màu bồ ăn bún. Với lẩu đúng rồi. Không phải mì. Một bốn. Hết 60 giây. Nào, đi lấy đồ. Ủa em lấy cái gì? Đó bây giờ phải nhớ để đi lấy. Cố lên chị ơi. Đây. Cố gắng nha. Em đoán được em mới lấy hả? Đúng rồi, còn nào không hợp lại đừng lấy. Trái thơm. Mới nhắc bị phạm quy rồi. Xong phim luôn. Kiểm tra đề bài nè. Cà chua, mất khá nhiều thời gian với cà chua, uổng quá. Chưa hợp lại nhá. Tiếp tục, măng chua, có măng chua chưa? Có rồi ạ. Chính xác hợp lại. Trái thơm, có luôn. Góc thông minh có luôn nhưng không hợp lại vì nhắc bài. Loại bún tươi. Dạ có. Hồi nãy là Cara chỉ nói được chữ bún, không có nói được chữ tươi, nên vẫn chưa hợp lệ luôn. Như vậy chỉ có một món nguyên liệu phụ là hợp lệ thôi. Thiếu rất nhiều nguyên liệu phụ thì trời ơi, không còn ra món ăn nữa. Trách nhiệm này thuộc về em Cara. Chuẩn bị sẵn sàng hình phạt nhé. Dạ. Rồi bây giờ chờ đón xem với phần thể hiện của Đình Linh ra sao. Xin mời Linh vào vị trí. Và bây giờ hãy chờ đón xem Đình Linh có rút kinh nghiệm đến từ tiếng Hoàng hay không. 3, 2, 1, bắt đầu. Cái gì để mình cuốn? Mấy từ? Hai từ. Cái gì để mình bánh tráng? Đúng rồi. Hay giỏi quá. Hai từ. Hai từ. Trong các cái hải sản là mực nè, ghẹ nè, có cái gì nữa? Con gì nữa? Tôm. Đúng rồi. Cái gì tôm? Tôm càng. Không, cái từ tôm phía sau thôi, còn từ trước là gì? Từ trước là gì? Cái gì của con cơm bé mình ăn? Mình ăn cái gì của con mình tôm? Mình tôm. Không phải. Ủa cái gì vậy ta? Mình ăn cái gì của con tôm? Cho qua đi. Tôm. Đúng rồi. Cái thơm tôm. Cho qua. Ừ, bỏ đi. Cái củ gì con thỏ ăn? Cà rốt. Đúng rồi, khác với con tôm. Có con gì có con càng, có cái càng. Bò ngang. Con cua. Mình sẽ lấy gì của con cua để mình ăn? Càng cua. Không. Mai cua. Không, ý là cua. Không. Cua là phía sau thôi, còn phần trước là cái gì? Cái gì cua? 5 4 Qua, cho qua. 2 1 okay. 30 giây. Nào, 30 giây đi chợ nào. Xin mời Cara. Nó cứ lo đoán xong rồi không nhớ là lấy cái gì. Nhớ nha, cứ lấy đại đi em rồi đoán ra xét hợp lệ hay không. Bây giờ em bưng nguyên siêu thị đi cũng được á Cara. Nhanh nào, thời gian không còn nhiều nữa. Nhanh nào. Cổ lên. 10 giây cuối. Ráng lên Cara. Đây. Và vừa kịp lúc hết giờ. Đầu tiên là bánh tráng cuốn cuốn rất nhanh. Có bánh tráng chưa? Dạ rồi. Hợp lệ. Đây nè, tức quá thì mất cái phần thịt tôm. Chưa có. Tiếp theo, con thỏ ăn gì? Ăn cà rốt. Được hai món. Thịt cua, mới đoán được chữ cua. Uổng ghê. Bột chiên xù là cái mình chưa kịp và đã hết thời gian. Và cùng với trứng gà. Như vậy các bạn chỉ mới có được có hai nguyên liệu phụ thôi nha Đình Linh. Bạn thiếu khá nhiều nguyên liệu phụ, vẫn chưa hoàn chỉnh được cái thực đơn ngày hôm nay. Nên trách nhiệm này thuộc về Cara. Lại là em. Và bây giờ chờ đón xem chinh phục khẩu vị ngôi sao sẽ mang hình phạt nào đến cho Cara, giúp cho cô ấy vượt qua và đặc biệt là mang về hết toàn bộ những nguyên liệu phụ bị thiếu. Quý vị đừng chú kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Kính thưa quý vị, và bây giờ trước khi bước vào phần chinh phục khẩu vị ngôi sao thì chúng ta hãy đến với phần hình phạt dành cho người đẹp và thông minh Cara. Cô ấy đã làm lỡ mất rất nhiều nguyên liệu phụ của cả hai chàng trai. Đây là một đề bài liên quan đến kiến thức âm nhạc. Bạn hãy cố gắng 15 giây kể ra một tên bài hát. Trong tựa đề bài hát đó phải chứa đựng tên của một người phụ nữ Việt Nam. Và nếu như hết 15 giây em vẫn chưa nói ra được tựa đề bài hát, em sẽ đón nhận được một cái thính. Thính ở trên đầu, dạ, nó rơi xuống. Của anh. Của anh, được. Anh đếm đàng hoàng lắm. Là em vẫn đứng ở giữa luôn. Đầu tiên là trái giữa đi. Là bắt đầu luôn là em kể đúng không? Đội nó mà hiểm vô. Tên bài hát đầu tiên. 3, 2, 1. 15. 999 đó Hồng. Tên gái đâu? Hồng. À mà chính cũng được, mà chính đúng được. Rồi. Tiếp. Nhánh Lan Rừng. Tên Lan. Tiếp. 2 à. À. Tiếp. Còn 10 giây. Tự nhiên không nhớ được luôn á. Ráng em. Tiếp em. Còn 5 giây. Tiếp em. Không nhớ, đừng có hối em. 3, 2, 1. Tiếp đi. Ủa hả? Chứ phải 10 bài mới được tha, đứng qua đây. Khoan, từ. Con gái tên gì nữa? Con gái là con gái thật tuyệt. Vương, mày hát gì tên Vương? Tên Đơn Phương. Tốt, rồi 3 bài rồi. Hết giờ. Hết
giờ, hết giờ. Tiếp luôn. Qua đây gần, qua đây gần, qua đây. Bài gì nữa? Bài gì tên con gái? Trời ơi, nhiều lắm trời ơi. Hoa mi tóc nâu, tên mi. À tên mi được, rồi 4 bài. Duyên phận. Duyên phận. Rồi duyên phận. Tên duyên. Năm. Nhanh lên, 5 giây cuối. Lỡ một mai. Lỡ một mai, tên mai. Ờ tên biết mai, bài đó không? Được. Thương về miền Trung tên thương. Nhanh lên. Con gái trăm năm không quên, trăm năm chi. Hết giờ. Chúng chị thương về miền Trung tên thương. Thương về miền Trung. Ừ. Thương về miền Trung tên thương. Thương về tên thương hả? Con gái tên thương không? Có. Ok. Em đã hoài sao bài. Hoa. Anh nhớ đâu? Tên thế. Tên anh. Quỳnh Hương. Anh nhớ đâu? Tên anh. Tên anh. Mấy rồi? 777 rồi. Hoa cài mái tóc. Hoa cài mái tóc. Tên Hoa. Ok. Chắc là tên tóc kìa. Đúng. Quỳnh Hương. Quỳnh Hương kìa, tên Quỳnh. Quỳnh Hương hả? Quỳnh Hương tính luôn không, hai tên. Do Hương này tôi có rồi nên vẫn là 8 còn. Còn 9 rồi, 20 giờ. Trên 10. Thôi đi. Không được hả? Cái là bài phí trong nhà. Thôi vậy hả? Hết 15 giây, ráng lên em, còn bài nữa em ơi. Ủa không nữa luôn hả? Lẹ đi em. Người đến từ Triều Châu, tên Châu. Đúng rồi, đúng rồi. Người đến từ Triều Châu, tên Châu nha. Đâu phải không? Đâu rồi. Thôi nha, không có giả bộ. Chúc mừng bạn. Như vậy là Kara đã rất cố gắng kể ra 10 bài hát, trong đó chứa đựng một tên gọi của một người con gái. Như vậy với 10 hát đó, bạn hoàn toàn hợp lệ vượt qua được hình phạt này. Chúc mừng bạn, vẫn còn trái. Chết chơi. Đi lấy nguyên liệu phụ đi. Kara, cảm giác ăn thính như thế nào? Không vui nha, không hề vui luôn. Mà dù sao em đã cố gắng để mang lại những nguyên liệu phụ dành cho hai bạn chơi. Chúc cho hai bạn hãy cố gắng tận dụng khả năng sở trường của mình trong việc bấm nút nha. Và cố gắng làm sao chinh phục được cái khẩu vị của người đẹp Kara ngày hôm nay. Cố như lên. Như một kim cương. Nè, xin mời người đẹp ra mình lấy bột ra ngoài. Dạ. Người bột không tội nghiệp và bắt cấp lại nha cưng. Tràng pháo tay dành cho hai bạn trai. Trời ơi, nam thần mà còn nấu ăn thơm xuất sắc. Ăn chắc chắn sẽ ngon đây. Tại vì mùi thơm rất là dậy mùi. Trang trí đẹp nữa. Rất là đẹp mắt, đầy đủ màu sắc mà lớp lan hẳn hoi bố cục hoàn chỉnh. Với món ăn bên đây thì bạn có tên gọi là gì ạ? Dạ, của em là canh chua ạ. Đơn giản là canh chua. Đơn giản. Đơn giản là canh chua. Vậy cả. Nhưng mà nó mang nhiều hương vị. Còn bên đây Linh. Dạ, em nấu món chả giò hải sản trái cây. Chả giò hải sản cùng với trái cây. Chà, cái đặc biệt chỗ trái cây đó. Biết ý Kara nè, biết ăn trái cây, thích ăn trái cây. Và bây giờ thì xin mời hai bạn cùng về với vị trí ghế ngồi. Đây là món ăn của bạn Đình Linh. Còn bên đây là món ăn của bạn Tiến Hoàng. Người đẹp Kara, bạn muốn thưởng thức món nào trước? À, em nghĩ là mình ăn món nước trước. Không, mình ăn khai vị trước đi. Ủa, anh hỏi em chi vậy? Trời, thì anh coi cái sự ham ăn háo uống của em như thế nào. Đói quá thì mình ăn khai vị trước. Mình ăn nhẹ nhẹ, khô khô trước. Sau đó mình ăn dằn nặng nặng tí với món bún bên đây. Dạ rồi. Rồi, xin mời anh Hoàng. Thì với món ăn này, không biết là tình cảm của bạn Đình Linh như thế nào mà chọn món này để tặng cho Kara. Khi em biết khẩu vị của Kara thích chua chua và có vị đó, cái vị cay cay, thì em chọn món này và kết hợp với trái cây. Thì em hy vọng là Kara sẽ thích cái món ăn của em. Em đã đặt chọn hết niềm tin của mình vào cái món này. Em mong Kara sẽ thích món ăn của em và... Là thích luôn em không? Cái đó thì em không dám. Rồi, cảm ơn bạn. Nào Kara, thưởng thức xem. Mình chấm sốt này đúng không ạ? Nhưng mà bạn ấy trình bày rất là khéo và cái cuốn rất là đều nha. Cuốn nào ra cũng đó. Dạ. Trời ơi, ủa? Mọi người nghe gì không? Thế giờ... Nghe rụt rột. Có vị mặn mặn một tí thôi. Mặn một tí thôi. Em thích cái vị như vậy. À, còn cái ngọt như thế nào? Ngọt là từ đâu? Ngọt là từ táo, em có cái hộp với táo. À đúng đó. Rồi, hàng chi. Hay. Cái phần táo này như thế nào? Nó giòn hay là đã được mềm rồi? Ở ngoài giòn nhưng mà trong mềm. Bên trong mềm. Chà, nhiều cảm giác quá nha. Đâu, thử miếng thứ hai mình chấm cùng với nước sốt nè. À, còn những cái lá cam thì sao? Mình ăn kèm luôn được không? Cam đó em có kết hợp trong cái sốt. Có sốt ngon hơn hẳn.
không ngon hẳn đúng không? Dạ. Nhưng mà tùy khẩu vị mọi người. Cảm ơn anh đẹp. Tuyệt vời. Nào, thử món ăn bên đây nhé. Với món ăn của bạn Tiến Hoàng trình bày nhìn rất là quen thuộc. Dạ. Đây là một món canh chua ăn kèm với cơm hay bún cũng được. Nhớ mẹ. À, mẹ nấu món này chua nhớ mẹ. Ồ, như vậy thì có chuẩn như là mẹ em đã từng dạ. chế biến cho em ăn không nhá? Vậy với món canh chua này thì em muốốn dành lại chút nào cho Kara? Thì em muốn nấu một món canh đúng không, mà không có dầu mỡ mà có thêm vị chút vị chua, vị cay và chút vị ngọt ngọt xíu cho chị Kara, và đặc biệt hơn nhiều loại rau. Thì những cái loại rau đều là những cái chất xơ mà giúp mình có thể là giảm cân hoặc là giúp mình giữ dáng rất là đẹp đó, nên là em đã tích ra cái món này để cho chị Kara có thật nhiều sức khỏe cũng như là có thêm nhiều động lực để phát triển trong cái sự nghiệp mình hơn. Trời, sợ chưa? Đó. Nghiên cứu hơn em luôn á. Giải thích rất là khoa học và rất là liên quan từ ẩm thực nó bắt qua tới sức khỏe, tới tình cảm, tới sự nghiệp luôn. Như vậy thì với món ăn này thì chắc chắn bạn phải dùng cho hết nha. Chua. Còn nóng lắm. Chua. Cẩn thận. À. Chậm. Rồi, mời bạn. Đây, mình thử một miếng cá. Mình phải ăn với nước mắm. Đây, để anh lấy cho em với phần cá này, phần súng nữa. Tại vì đây, rồi nếu như ai muốn ăn kiểu tái á, đây, sẵn dĩa còn tươi. Đào sống thì mình trụng tái nhẹ, ăn dạ. cho nó giòn. Em thì em thích ăn kiểu rau mềm. À, rau mềm, cá ngon không? Dạ, ngon. Ngon là nhờ như thế nào? Cái cảm nhận cái độ ngon của là nó tươi á. Tươi, mềm. Thịt, ngọt. Ăn vô chắc thịt đúng không? Dạ, đúng rồi. Cắn vô. Nhưng mà rất hay là không bị nghe mùi tanh đó. À, không nghe mùi tanh, hay quá. Dạ. Bạn khử mùi bằng cách nào? Dạ, em có rửa sơ với muối. Với lại có sát sơ xíu muối thì nó bớt đi cái mùi tanh. Súng này nấu phải khéo, nếu để đinh lâu quá nó bị mềm rụt ra. Đúng rồi, cái này chỉ dùng một xíu thôi thì nó mới có độ giòn nhiều hơn. Như vậy là bạn bỏ súng vào công đoạn gần cuối. Dạ đúng rồi. Như vậy với hai món ăn này thì bạn chấm điểm như nào trên 10? 10 điểm đi. Em dễ chịu lắm. Nhưng quan trọng là món ăn nào sẽ chiến thắng ngày hôm nay. Đó là nhờ sự quyết định của bạn. Đây sẽ là một món ăn gây cho bạn nhiều ấn tượng nè, nhiều cảm xúc, hoặc là gợi nhớ về một kỷ niệm nào đó. Đó là một điểm cộng. Dạ. Nếu mà như anh Hoàng đã nói thì tiêu chí của Kara thì Kara sẽ cho 10 điểm cộng về phần món canh chua của bạn Tiến Hoàng. Chúc mừng bạn. Tại sao? Điều đầu tiên đó chính là em thích ăn một món nhẹ nhàng hơn là một món chiên. Theo cái cách nấu mà bạn trình bày thì cảm thấy là bạn dồn rất nhiều công sức vào đây nên là em rất thích. Đó chính là yếu tố giúp cho Tiến Hoàng chiến thắng. Nhưng mà người về nhì cũng hoàn toàn xứng đáng, đó chính là bạn Đình Linh. Chúc mừng hai bạn đến đây chia sẻ với Kara nào. $5,000 tiền thưởng sẽ dành cho người đã thắng cuộc ngày hôm nay. Xin mời Kara sẽ trao cho bạn Tiến Hoàng. Đây. Yeah, chúc mừng Tiến Hoàng. Cái đó là một phần quà của ban tổ chức nha. Thêm một phần quà nữa. Đây, hơi đặt một tí. Bữa nay là thu hoạch hơi bị hoành tráng luôn. Cảm xúc như nào ạ? Dạ, tham gia chương trình này em rất là vui, và đặc biệt là gặp chị Kara. Em được tự tay mình nấu cho chị một cái món ăn đưa ra sức khỏe rất là tốt. Cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Cảm ơn Hoàng. Và đây, một phần quà nữa đến từ ban tổ chức, khích lệ tinh thần dành cho bạn Đình Linh. Đình Linh ngày hôm nay cũng đã cố gắng làm được một bữa tiệc rất là linh đình nha. Cảm ơn Đình Linh rất nhiều. Hôm nay em đến với chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao thì cảm giác rất là vui, với lại được gặp Kara nữa. Mọi người thường nói với em là nhìn Linh thì kiểu như ăn thì nhiều chứ nấu cái gì. Ăn nhiều nấu bao nhiêu. Mà thực sự là em đã khẳng định cho mọi người thấy là sáng mắt chưa, em có thể nấu ăn được và có thể trang trí như vậy. Trên bài rất đẹp. Cảm ơn bạn rất nhiều với một món ăn ngon. Lát nữa tôi hứa tôi sẽ xử hết cái dĩa này luôn, sạch xanh xanh luôn. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Và đặc biệt là cảm ơn Kara, một viên kim cương rất sáng với số cà rá rất là nặng ngày hôm nay. Và chắc chắn bụng của bạn cũng sẽ được căng tròn với hai món ăn rất là ngon. Và chúc cho bạn sẽ luôn tràn đầy sự thanh xuân, sức khỏe và sự may mắn trong sự nghiệp nha. Cảm ơn rất nhiều, cảm ơn hai bạn rất nhiều ạ. Cảm ơn chương trình. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Chương trình Khẩu Vị Ngôi Sao được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi. Hẹn gặp lại tất cả quý vị vào lúc 17:50 Chủ nhật tuần sau trên kênh HTV7. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.